Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường dự và chỉ đạo hội nghị. Theo Sở Ngoại vụ, năm 2023, hoạt động đối ngoại của thành phố Cần Thơ đã diễn ra hết sức sôi động, liên tục. Công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước và chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản, ký kết 8 bản ghi nhớ hợp tác với các địa phương và đối tác quốc tế, tổ chức 6 đoàn đi xúc tiến đầu tư thương mại, quảng bá địa phương tại nước ngoài, tiếp trên 400 đoàn với gần 2.300 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc, 45 hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra trên địa bàn. Ghi nhận biểu dương đội ngũ làm công tác đối ngoại của thành phố trong năm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị công tác đối ngoại năm 2024 phải quyết liệt hơn nữa, ngày càng thực chất và có chiều sâu, quảng bá được hình ảnh tiềm năng của thành phố Cần Thơ ra thế giới. Để làm được điều này cần tiếp tục bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại của Trung ương và thành phố, trọng tâm là duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, nắm bắt, tận dụng các cơ hội từ những xu thế mới của thế giới để đề xuất các hoạt động đối ngoại mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ sự phát triển của thành phố. Dịp này, tập thể và 2 cá nhân của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Ngoại giao vì có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại vụ địa phương. Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ cũng vinh dự nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và 4 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.